Rồi mấy anh em mang lúa vào chắc thành đống rồi mấy bạn. Đây là cái bãi để chắc lúa nè. Sau khi gom ở ngoài đồng vô lên cổ xong thì chúng ta đem vô bãi chúng ta chắc như thế này nha. Rồi thường thường chắc cặp nó xong thế này thì ra lúa nó mới dễ lại để mà nó cân rồi mới bán lúa được. Đó, còn hai ba bao nữa xong rồi các bạn ơi. Ngày nào cũng như ngày nấy, anh em tôi rồi ra ruộng cứ làm gì rồi. Rồi mấy cậu lúa sau khi chắc xong thì giờ mấy anh em tiếp tục cái cậu mới nha, cậu tiếp theo nha các bạn. Đường này nó hay bị lầy, rất là khó đi. Rồi cũng có mấy khúc kiểu rất là hẹp nha. Rồi nó chạy gần tới mình rồi nè. Tới mình thì mình đang đứng một cái khúc kiểu này cũng tương đối là khó qua mấy bạn. Rồi ngoài kia thì gặp cái chỗ lầy đất sình rất là khó đi nữa. Rồi các bạn thấy cái bánh xích nữa kìa. Đây là con Kubota DC70 các bạn ơi. Đây nó cắt kế trường học luôn các bạn ơi. Nó là trường trung học cơ sở mấy bạn. Rồi mấy cắt lúa chuẩn bị chạy lên tới rồi nè. 70 nha, chiếc này thì nó chạy hơi bị yếu mấy bạn. Chắc cũng máy cũng lâu đời xuống rồi. Chạy nó không được nhanh nha, nó chậm. Nhưng mà như vậy cũng chạy được rồi. Còn 93 với 105 thì nó chạy kinh lắm các bạn ơi.
xa đó là còn 70 nha các bạn. Cậu lúa vô vườn gặp vào vườn bắt lầy luôn mấy bạn ơi. Cái đường quá trời mấy bạn. Rồi đất lầy luôn mấy bạn ơi. Lỗ mèo luôn.